là mình đang sử dụng cái tro, cái tro trấu để mình gãi lên cái cây. Thì cái tro trấu này á, là công dụng của nó là nó cũng là hạ phèn, nhưng mà nó rất là nóng cho đối với cái bộ rễ cái cây sầu riêng. Hello, chào quý bà con. Thì hiện giờ Hùng đang ở vườn cây em Ngọc ở Mỹ Đông của tháp 10 Đồng Tháp ha. Thì hôm nay là một đích anh là tới đây để thăm vườn cũng như là hỗ trợ hướng dẫn cái kỹ thuật cho em luôn, để em bám sát theo cái quy trình của kỹ thuật của nhà Willow Farm, rồi em áp dụng vô cái quy trình đó em khắc phục lại cho cái vườn mình nó xanh nó tốt lại. Thì cây của mình hiện giờ là nó cây sầu, đây là cái vườn cây sầu riêng G6 được hơn 4 năm tuổi. Dạ. Thì nó cũng tới cái bước là để mình làm bông làm trái rồi. Dạ. Nhưng mà hiện giờ là cái cây của mình nó đang bị suy yếu, là ở trường hợp vườn mình là anh thấy là nó có 3 cái trường hợp mà là mình phải khắc phục liền thì vườn cây của mình nó mới tốt. Dạ. Thứ nhất, cái điều kiện này quan trọng nhất luôn là em phải như là cái đường nước, cái nguồn nước này là em phải làm sao em khai thông cái đường nước. Dạ. Cho mình lấy cái nước sạch, nước sông mình tưới, chứ hiện bây giờ là mình đang tưới cái nước tù. Đó là cái nước này, nó thứ nhất là nó đang bị nhiễm phèn nè. Đó, rồi cái nước tù là do lá cây đồ này kia nó ủ, nó sinh ra nấm khuẩn. Mà em lấy cái nước này em tưới lên thì cái cây của mình là nó nhiễm phèn và cái nhiễm bệnh rất là cao. Rồi cái thứ hai là do mình á, đã trên cái phần ở trên mô này của mình nè, bắt đầu là mình tưới những cái sản phẩm như cái bộ ba mà sản phẩm dưỡng cây của anh đó, hoặc là cái bộ siêu phục hồi, thì nó có những cái hàm lượng humic, nó dằn cái hàng phèn từ cái tên mô này xuống, bắt đầu nó ra mương. Nó ra mương rồi thì em lấy cái phần nước mương em tưới lên. Cái phần mương của mình là nước nó đã bị nhiễm phèn rồi. Mình dằn cái lượng phèn từ cái tên mô xuống là nó thêm một phần phèn nữa, là cái cây của mình em trả lại cho cái cây của mình là 2 phần phèn, gấp đôi cái lượng phèn. Thì nó làm cho hư cái bộ rễ, trái rễ thì cái cây của mình nó không phát triển được, và thêm những cái nấm bệnh từ ở dưới nước mương mình do cái nước tù. Rồi cái vấn đề thứ hai là mình á, là cái cây của mình là bị trái lá nhiều, thêm một phần nữa là mình đang sử dụng cái tro, cái tro trấu để mình gãi lên cái cây. Thì cái tro trấu này á, là công dụng của nó cũng là hạ phèn, nhưng mà nó rất là nóng cho đối với cái bộ rễ cây sầu riêng. Thì khi mà em lấy cái tro trấu này đi mà cái nước em mà nó đang có phèn, đúng không, em để vô là chút xíu thôi, hoặc qua ngày hôm sau là cái nguồn nước của mình nó sẽ trong lại. Nhưng mà nó nóng, rất nóng với cái bộ rễ cây sầu riêng của mình. Như hồi nãy anh có hỏi, anh vô anh thấy là cây của mình tại sao nó trái lá nhiều, cái lúc đầu anh thấy cái tro là em cũng trả lại cho anh đó, là khi mà gãy tro này lên á là bắt đầu cây của mình nó trái lá mới nhiều. Hồi trước thì nó ít, mà khi em gãi tro lên thì nó trái lá mới nhiều, là do cái thằng này nó ảnh hưởng tiếp nữa. Thì những vấn đề của mình hiện bây giờ là em phải khai thông đường nước nè, rồi dọn cỏ mô cho nó sạch sẽ ra hết, rồi em dùng bồ cào em xới lên. Em xới lên thì cái nguồn nước thì bắt buộc phải xử lý rồi đó, em phải khai thông đường nước cho nó phải tưới cái nguồn nước mới thì cây mình nó tốt. Còn xử lý cái mô này thì em xới lên. Xới lên em tưới giùm anh là một cử thần sấm tiêu diệt kiến trùng. Tưới thần sấm tiêu diệt kiến trùng, là đối với những cây nhẹ này thì một cử thôi, còn mấy cây mà nó bị trái nặng á thì xới lên em tưới giùm anh 2 cử. Thì mỗi một cử như vậy là cách nhau là 3 ngày. Thì khi em tưới thần sấm rồi thì qua ngày hôm sau em tưới xả lại nước giùm anh cho nó nhẹ ăn cái, để cho thuốc của mình nó thấm xuống, rồi mình đầu mình ngưng nước tầm khoảng 2 cho tới 3 ngày đó, để cho cái thần sấm của mình nó có đủ cái thời gian ở dưới nó phát huy tác dụng của nó, để nó xâm nhập vô, nó tiêu diệt những con nấm khuẩn và tiến trùng ở trong đất đó, và nó những cái nấm khuẩn mà nó xâm nhập dưới tới bộ rễ á, thì nó sẽ tiêu diệt luôn, nó làm khô cái vết bệnh ngay cái phần rễ của mình đó. Rồi em quay trở lại, sau khi tưới cái thằng sấm đó rồi thì em quay trở lại em tưới, em xịt giùm anh là đối với cái cây này nó bị nặng nè, những cái cây này thì em cộng kết hợp luôn cả thằng sấm và cả siêu áo giáp. Hai loại đó em cộng lên giùm anh. Em xịt là để lên đây phủ giáp tàn luôn, tán trong tán ngoài, và xịt ướt trong thân luôn, để cho nó ngừa nấm khuẩn bệnh ở trong thân, ngừa nước thân xì bệnh trong thân, và cho nó làm rơi hết những cái lá bệnh này xuống.
Đó, cho nó làm rơi hết những cái lá bệnh này xuống, rồi khi em xịt cái lọ, hai cái lọ đó cộng lại thì những lá bệnh này nó sẽ rụng hoàn toàn xuống hết luôn em nha. Lúc đó em đừng có sợ. Là sau khi mình đã xịt rồi đó, thì ở bên trên mình sẽ xịt là cái bộ ba bọt đọt. Cái bộ ba bọt đọt thì nó gồm một cái chai đồng xanh bọt đọt nè, kết hợp với một cái chai là đồ combi và cái chai là siêu amino. Mình có thể là kết hợp chung với là hai cái loại chai, hai cái chai là mảnh tướng diệt trầy và cái chai mảnh tướng diệt nhện luôn, mình xịt chung vô luôn để cho nó kích thích những cái mầm ngủ này, những cái đọt mà bệnh nè, những cái lá bệnh nó rụng rồi, thấy không, nó đánh thức những cái mầm này, nó ra cho nó nhanh và giúp cho cái cây của mình nó kéo lại cái cây cho nó đều, thì nó phủ vô lá lại. Khi mà em xịt, em để ý giùm anh đi, những cái mầm này nè, trong vòng từ 24 tiếng cho tới 48 tiếng là những cái mầm đen này nó sẽ đánh thức, nó bật dậy, nó nở ra cực kỳ nhanh luôn, là nó giúp cho em là phủ được từ cái bộ lá ở trong này nó ra luôn. Là cái cây của mình nó phủ bộ lá lại. Ở phần gốc em nó, sau khi tưới thằng sống đó là em quay trở lại là em tưới giùm anh là cái bộ đôi Hoàng Thiên Long đó, để cho nó cân bằng cái pH đất trong đất mình lại. Thứ nhất là cái bộ đô Hoàng Thiên Long đó, nó sẽ làm giúp cho em là cân bằng pH nè, rồi nó giải độc phèn nè, giải độc hữu cơ nè, nó kích thích cái bộ rễ của mình nó phát triển mạnh lên, nó tái tạo lại bộ rễ mới để giúp cho cái cây của mình nó sinh trưởng lên mạnh. Thì vườn này thì cái bộ đôi mà Hoàng Thiên Long đó, một cái canh đó thì mình một canh Hoàng Thiên Long cộng với hai hũ Mitotico thì em pha tới được 5.000 lít nước, thì vườn của mình là 68 cây, em chia ra làm 4 lần tưới. Đó là bắt đầu là em cứ làm theo đúng cái quy trình của anh đi, là cái vườn cây của mình nó sẽ phục hồi trở lại. Rồi hàng tháng anh sẽ quay trở lại đây, anh kiểm tra lại giùm cho em đó, để hướng dẫn tiếp cho những bước kế tiếp cho cái vườn của mình. Nhưng mà đặc biệt thì em phải áp dụng đúng theo cái quy trình của anh thì vườn của mình nó mới tốt lại được. Đó, như cái vườn cây của mình nó đang bị nặng lắm rồi, cào ra hết. Bắt đầu là cào luôn cái to ra được càng tốt. Cái chân mô của mình là mình phải giữ làm sao ba cái lá bổi đồ này kia là mình phải cho nó thông thoáng, nó sạch sẽ thì cái nấm bệnh nó sẽ không có cơ hội để nó tấn công vào đó. Còn trên vườn mình mà cái lá ủ nó nhiều quá, khi mà nó phân hủy đó, nó rồi nó giữ độ ẩm là nó sẽ tạo cái điều kiện cho thằng nấm khuẩn tấn công, nó làm tổn thương với cái bộ rễ và nó hại cái cây của mình. Đó. Cây của mình thì bây giờ thì chỉ phục hồi thôi. Đó, theo làm theo cái liệu trình của mình thôi. Còn đợi tới cái cây của mình á mà nó phục hồi nó hẳn tốt hẳn lại đi, rồi anh sẽ hướng dẫn cho mình là cắt tỉa cành tạo tán thêm một số nhánh nữa. Rồi bắt đầu mình tới tiến hành là cái bước là chuẩn bị để mình làm bông làm trái. Thì vườn này thì nếu mà nó phục hồi sớm á thì có thể là tháng 6 mình làm, hoặc là tới tháng 9 tháng 9 âm lịch mình á, là những cái thời tiết đó thì vườn mình mới làm được, tại cây của mình đang yếu. Nếu mà đúng sung sức cây và tốt khỏe đàng hoàng thì mình chỉ vô một hai liệu trình nữa thôi là bắt đầu là mình vô áp dụng tới quy trình làm trái rồi. Rồi hiện giờ cây của mình nó đang bị suy rồi, thì đây là những cái hướng dẫn của anh để cho em và cũng như quý bà con chúng ta đang trường hợp mà vườn của mình đang bị tưới nước tù như thế này đó, thì mình phải làm sao khai thông cái đường nước đó để cho mình lấy cái phần nước sạch mình tưới cho cái cây chúng ta tốt hơn. Chứ mình đang tưới nước tù như vậy là cái cây của mình càng ngày càng nhiễm bệnh, mà em có phục hồi cho nó tốt cái nào tốt đi đi chăng nữa thì nó cũng sẽ bị tái lại, do ảnh hưởng lại cái nguồn nước của mình là nhiều nhất. Đó thì em xem, em nghe anh rồi em sẽ áp dụng vào cái quy trình này, cũng như bà con chúng ta đang có mắc trường hợp như thế này thì chúng ta áp dụng vào cái quy trình để mình làm phục hồi cho cây mình nó tốt, để mình chuẩn bị tới mùa là bông làm trái nha. Chào bà con.